Hello, honey. Happy birthday. Thank you. Hôm nay đi đâu? Đi chơi. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay đi ăn món phở khô Trung Nguyên cả nhà. Món này An rất là thích luôn. Cái tương ớt này nè, và tương đen. Hồi giờ An cũng không thích ăn tương đen nha. Nhưng mà riêng phở khô ở Trung Nguyên thì An lại ăn được tương đen. Bỏ vào đây ha. Rồi mình sẽ trộn lên. Còn đây là món chiên súp đây, súp thịt bò. Bây giờ mời cả nhà ăn sáng nha. Bây giờ đang là 11 giờ sáng của ngày Chủ nhật 16 tháng 10 á. Mà bây giờ An với anh em đi mới ăn sáng nè. Sáng nay thì là birthday của anh. Chỉ ở trong nhà nằm chơi chứ cũng không có làm gì. Anh, mời anh ăn nha, ăn sáng nha. Cảm ơn. Let's go to museum, right? Yep. Giờ tiếp tục nữa là đi museum, đi tham quan bảo tàng. Anh em đi muốn đi tham quan bảo tàng. Let's go, huh? Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh hả anh? Em đi một lần lâu rồi, lúc đó học đại học. Đi với cả trường tổ chức đi thăm cho sinh viên năm nhất để đi thăm mấy cái bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh đó. Tới bây giờ là hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi. Anh em đi đi chưa? Did you go to this museum before? First time. Anh em đi lần đầu tiên. Hôm nay sinh nhật của anh muốn đi đâu làm gì anh tự chọn.
đi xem bảo tàng nhưng mà An chỉ thích nhìn tòa nhà thôi. Mấy cái tòa nhà xây từ thời Pháp đẹp quá. Hồi nãy vào cổng mua vé ở đằng kia cả nhà. Cái cánh cửa gỗ này cả nhà, nhìn cao nè. Wow. Chắc cũng phải 3 mét hơn. Nhiều người trẻ vào đây để chụp hình lắm. Chụp ảnh cưới nữa kìa. Cái dinh của thống đốc Nam Kỳ bây giờ trở thành bảo tàng, kiến trúc quá đẹp luôn. Chỉ quay sơ sơ cho cả nhà xem thôi nha, rồi cả nhà sẽ tự tới đây khám phá nha. Cái cân đây hồi xưa mẹ hay cân bằng cái cân này. Ý cái cân này nữa nè, anh nhớ cái cân này nữa nè. Đây là mấy cái cục cân để bỏ lên 10kg, 5kg, 2kg, 1kg, 5 nửa ký, rồi 3 lạng, 2 lạng, 1 lạng. Cái này là cái thẻ để đếm bao lúa xuất nhập kho. Đây, hình ảnh đếm lúa nè. Đếm bao nhiêu bao lúa nè. Hồi xưa kêu đấu gạo nè. Đó. Còn dưới đây á, là vàng á. Mẹ hay nói là có một phân vàng cũng mua phân vàng á. Đó, phân vàng là bao nhiêu đây hả? 0.378 gram. Đây là sao mua chỉ vàng. Bây giờ mình nói là mình mua cây vàng á là 37.8 gram. Cái đây là máy tính đúng không? Máy tính để tính tiền. Cái này không? That's electric, before electric, that's mechanical. Thích mấy cánh cửa này lắm luôn á anh. I like the auto. Cái nền gạch bông từ hồi xưa, từ thời Pháp. Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1698 đến nay cả nhà. Thú vị. À, vậy là cái tên Sài Gòn là bắt đầu từ năm 1862 và là có tên Sài Gòn. Dinh xã Tây, xã Tây Palace mất 10 năm để xây dựng. Cả nhà nhận ra là ở đâu không? Chính là Ủy ban Nhân dân thành phố nè. Dụng cụ đóng giày. Bao nhiêu là dụng cụ luôn. What is that, hun? Mấy giờ hả? Darling,
We have an old wedding. Look at this. Oh, you need this. You need to repair this tea. The tray of tea and wine. Trầu câu. Erica. À, mà anh không có mang tới. You didn't bring them to my family. Hả? Coi lễ hỏi của người ta hồi xưa chuẩn bị coi nè. Công phu chưa? Khay chầu câu, khay chầu rượu tiền cưới ha. Cặp đèn hoàng. Mâm chầu câu. 36 trái câu và 46 lá trầu. Mâm trà rượu, mâm bánh, mâm trái cây. Đem đến nữ trang nữa, bông tai, đôi xuyến, kiềng, dây chuyền. Đó, anh có chuẩn bị đủ không? Anh chuẩn bị đủ. Honey, you going to repair it for me? I need help. Anh phải chuẩn bị đầy đủ nha. Đẹp quá. Nguyên cả cái khu này là rộng 1,3 hectare này cả nhà. Nhưng mà cái tòa nhà này là xây dựng triển lãm là 1,200 m². Đẹp quá đi. You wanna hoàng diệu hao chất la đoss grass. Đây coi tiền trong những đồng tiền qua các truyền đại sang biển. Wow, cái này là cái thước đo tiền nè. À, coi như mình không có đếm từng đồng mà cứ bỏ vô cái thước này để biết là bao nhiêu đúng không anh? Một cái chuỗi này trong là 600 hả? Giống như là chôn tiền ở trong một cái hũ xong rồi chôn ở dưới đất thôi, rồi sau này đào được lên á. Cảm giác như thế nào? Em cảm thấy thoải mái, thú vị và rất thích tòa nhà này. Rồi quá trời cửa sổ và các trụ cột và ở trong này rất là mát luôn. Happy birthday to you again. Thank you, darling. Do you have a relaxed morning? Yes, darling. Cheers. Cheers.
share sandwich hả? Mời ăn. Sandwich. So this is a bagel, this kind of bread. No, bagel. And then it's got smoked salmon, là thịt. Cá hồi xông khói. Ăn đi. Ăn kem gì? Kem chocolate, kem vani. Vani chocolate. Rất ngon. Kem nhiều. Ăn đi. Today you choose whatever you want, whatever you like. Hôm nay thì anh chọn làm cái gì đó anh thích và ăn cái gì anh thích, muốn làm gì anh thích thì hôm nay anh được làm. Còn em thì cái này kem dừa. Kem dừa đây hơi ngọt. Love you back. Anh nên đi mua cái loa. Giờ để khu ra kiểm tra cái lo. Quà sinh nhật cho anh hả? Birthday present. Để sạc cái pin trong cái loa này ha. Dĩ về là chị sạc hả em? Sạc về chị sạc hả? Hay cứ xài hết pin trong này rồi mới sạc? Dạ đúng rồi, chị cứ sạc bình thường, hết pin thì cứ sạc đầy pin thì tháo ra, không có cần sạc nhồi. Okay, this is your present baby. Oh, baby muốn present cho cái laptop của mình đó. Nghe loa ha. Ok đó. Là súp chua cay nè. Món ăn không thể thiếu. Nhưng mà nó cay như vậy á, mà sao darling có thể eat được? Honey, how can you eat it? But it's so spicy. It's hotter than golden shade. Nhưng mà at home it's hotter than golden shade. Yeah, hotter than golden shade. But at home you can't. It's
a little bit of chili. Mà cái này thì cay quá trời cay luôn mà. Mà anh vẫn ăn được. Hôm nay ăn ăn tối sinh nhật hả Darling? Ăn tối sinh nhật của Darling có món sườn chua ngọt. Món này là tôm sốt bưởi. Tôm chiên sốt bưởi. Còn món này là măng tây và nấm sốt cay Singapore với cơm trắng. Mời anh. Lâu rồi em không có làm video cho cả nhà xem. Hy vọng là cả nhà chưa có quên anh.